Đi lên trường đội chiến đầu lầu đá mới trắng, trăng đập lên mặt trời, môi thì cười và má hay nắng, những nụ cười làm cho lòng đang bồn bề bồn hóa ngay ngắn. Lên trên này thấy các em, anh mới thấy mình quá may mắn. Mặt trời vàng như trứng chiên khi mà em đứng thẳng núi và đôi phải đứng nghiêng. Con đường quanh to quá em cho lượng như cánh chim, mai sau lớn em bơi giữa đời em mới khỏe như ánh viên. Dù không còn là học sinh, anh thấy mình vẫn còn phải học hành, như cây mọc lên từ đất phải đường chất thì nó mới mọc cành. Học cách bón thêm hạnh phúc để cành đó mọc ra những điều lành, vì nghĩ số phận là người luôn giám sát chứ không có điều hành. Nếu anh mong các em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, vì anh biết tụi em nhỏ con nhưng mà dũng khí thì không thể nào nhỏ được. Yo, không thể nào mà nhỏ được. Yo, không thể nào mà nhỏ được. Kìa mây mây ngang đầu, kia núi núi lô lô, cùng em trên con đường gương né siêu quanh co, băng qua những hòn đồi, thấy em nghiêng nghiêng cười trong đôi mắt tròn, và thế giới cũng nghiêng theo đôi bàn chân hèn. Nấu cho các em ăn dù anh không là đầu bếp giỏi, cũng là cách anh giúp chính mình bớt nghĩ suy cho đầu hết mỏi. Anh thấy những vị khách nhỏ ăn hết sạch những đồ ngon thơm, vì anh biết những đứa trẻ này mai này sẽ xây dựng quê hương. Nấu cho các em ăn, em lấy xích nhặt từng con chữ, khi có tri thức em thấy con hổ không còn mong dữ. Và em sẽ lớn hơn cây mận ở bên vườn nhà, lúc ấy thì mấy khe sâu chỉ là nét vẽ thêm rườm rà. Tụi mình muốn trở thành người tốt và đang phải học để làm điều đó. Tụi mình nhìn các em để biết những gì mình cần, những gì mình có. Tụi mình cũng từng là trẻ thơ cần được no cái bụng và chiều. Tụi mình tập tìm cách cho đi vì biết cho đi sẽ nhận về nhiều. Cho đi những nụ cười, những buồn phiền sẽ trôi rất xa. Cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi gấp ba. Yo, cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi gấp ba, gấp đôi gấp ba. Trong đôi mắt đó em thấy bầu trời, em thấy núi đồi mà ngồi trong phe, mong chân sẽ cứng và đã luôn mềm trên mỗi con đường từ ngày em qua. Mặt trời trong trái tim hồng vang trong lòng một tiếng ca trưa, mong cho cây lá lên mầm, mong cho trời thuận gió và mưa. Kìa mây mây ngàn đầu, kia núi núi lô lô, cùng em trên con đường đường bé siêu quanh co, băng qua những hòn đồi, thấy em nghiêng nghiêng cười trong đôi mắt tròn, và thế giới cũng nghiêng theo đôi bàn chân em. Ở dưới xuôi chúng mình gọi view này là view triệu đô, vậy thì ai mới là người vui vẻ? Chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả. Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực chợt biến tan, những nụ cười mát như nước giếng khoan, và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng. Chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng. Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được, thì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm theo. Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm, tôi tin vậy, tôi biết vậy. Việt Nam.